chào nị. Nay mình sẽ tìm hiểu về một số tên địa danh quen thuộc ở Sài Gòn nha nị. Chuyện bắt đầu từ một vị tướng thời nhà Nguyễn trấn giữ tại Gia Định. Tên ông là Nguyễn Ngọc Thăng. Vì là một vị tướng nên người ta hay gọi ông là Lãnh Binh Thăng. Thì giờ mình có tên đường Lãnh Binh Thăng đó nị. Thì ông có tới 5 bà vợ. Thế là ông bèn lập ra 5 cái chợ, rồi cho mỗi bà quản lý một chợ. Việc này để tránh các bà đụng mặt nhau, đồng thời để các bà chuyên tâm làm kinh tế. Thì 5 người vợ này lần lượt là bà Hạt ở quận 10 nè, bà Quẹo là quận Tân Bình bây giờ, bà Chiểu ở Bình Thạnh, bà Hơm ở quận Bình Tân và bà Điểm ở huyện Hóc Môn bây giờ. Thì trong những chợ này á, thì có chợ bà Chiểu gần nhà này á, là một trong những chợ lâu đời nhất. Một số chợ giờ đã đổi tên như là chợ bà Quẹo, đã đổi thành chợ Võ Thành Trang. Hay có chợ cũng không còn nữa, giờ người ta chỉ còn dùng tên các bà để đặt cho những tên đường trong khu vực đó thôi. Ví dụ như đường bà Hạt, bà Hơm. Ngoài ra, người ta cũng đặt tên cho cây cầu mà ông Lãnh Binh Thăng xây á, thành là cầu ông Lãnh. Và cái chợ dưới cầu đó thì được gọi thành chợ cầu ông Lãnh. Giả thiết này được học giả Trương Vĩnh Ký đưa ra, nhưng vẫn còn một số tranh cãi về độ xác thực. Ví dụ như trong cuốn Sài Gòn năm xưa, học giả Vương Hồng Sển lại cho rằng nên thận trọng khi cho ông Lãnh, bà Chiểu, bà Điểm, bà Hơm, bà Hạt, bà Quẹo là vợ chồng. Bởi theo ông, cũng có thể bà Hạt, bà Điểm, bà Chiểu là những người buôn bán đầu tiên tại các chợ này, thì sau người ta lấy tên đặt cho chợ luôn. Thì đó, có hai luồng thông tin để nị tham khảo về những tên đường, tên chợ quen thuộc ở Sài Gòn. Chứ nào giờ cô cũng nghe từ cầu ông Lãnh mà không biết ông Lãnh là ai, cũng như đi ngang chợ bà Chiểu hoài mà cũng không biết bà Chiểu là bà nào luôn. Giờ biết được thêm vậy cũng thấy thú vị hả nị ha. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.